tôi dùng đến một loại sơn. Tôi cũng quét lên toàn bộ con rối, khô xong lại mài 3-4 lần như thế. And the third layer, he just used the lacquer resin on it. Chí còn một sổ sách không bao giờ lo nhỉ? Mai bắt đầu là... Mai bắt đầu mới là một. Tính cả hôm nay tính tiền. Cái này phơi có bao lâu thì nó chín? Bao lâu không? Cái dây này tính cho là sấy mà. Cảnh kia đẹp quá ta. Cảnh kia là cảnh nhưng mà nó đắp xong hoàn. Bắt đầu là mình cắt để cho nó khô. À đây để em mở nhá. Yeah, it's just That is stubble, right? Stubble. Should we be helping them harvest over here? I think so. Huh? 5.000 cân này, tôi đổ tôi bán cho đây này toàn rau ngon nhà tôi để dành ăn thế này. Hai hoa này, wow, this beautiful flower. Oh, look at that.
Bao nhiêu cân ạ?